Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thua mắt xanh xao. Vừa rồi thì Tùng đàn một đoạn ngắn của bài Diễm Xưa sáng tác của Trịnh Công Sơn, thì anh chị em thấy là Tùng chuyển hợp âm tùm lum đúng không, trên đầu cằn rồi giữa cằn lên tuốt trên này luôn. Thì thực sự nó chỉ là một hợp âm thôi, nhưng mà nhiều thế bấm khác nhau. Rồi hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em thế bấm của âm mi thứ, ba thế bấm của âm mi thứ. Thì anh chị em thấy là ở trong bài Diễm Xưa nè, cái đoạn đầu tiên nếu mà chúng ta không cần chuyển hợp âm chúng ta hát vẫn được. Ví dụ như vậy: mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thua mắt xanh xao. Đó, thì cái đoạn mà mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thủa mắt, thì nó dài vậy đó, nhưng mà mình để cái tay mình một chỗ như thế này nhiều khi nghe nó chán đúng không, thì anh chị em có thể là sử dụng thế bấm khác. Ví dụ như đầu tiên, thế bấm đầu tiên mà chúng ta hay học nhất là thế bấm mi thứ, cái chữ này mi thứ đây này, đây là mi thứ. Dây bass chúng ta đờn là dây số 6, 6 3 2 1 2 3. Rồi thế tay mi thứ thứ hai là anh chị em bấm như thế này, con số 1 nè, ngăn thứ 3 nè, dây số 1. Rồi ngón số 2 nè, dây số 3. Rồi ngón số 3 thì dây số 2. Dây bass chúng ta vẫn đờn là dây bass dây 6. Đó. Bass 3 2 1 2 3, bass 3 2 1 2 3. Đó là thế bấm thứ hai. Thế bấm thứ ba nè, ngón số 1 nè, vô dây số 1. Rồi dây số 2 là dây số 3. Ngăn 7, ngăn 8, ngăn 9 ha. 1, 2, 3. Rồi dây bass vẫn là dây số 6. Đó. Thì thực ra là nó cũng có 3 nốt đó thôi, mi, son, si thôi. Nếu anh em nào học nhạc lý thì sẽ biết hợp âm mi thứ chỉ có 3 nốt là mi, son, si. Đây là do chúng ta bấm cái vị trí khác nhau. Cái âm thanh nó phát ra là nó cao thấp thôi, nhưng mà nó vẫn là mi, son, si nha. Đó, đây cũng vậy nè. Thì khi mà chúng ta học được nhiều thế bấm như vậy thì chúng ta chuyển tới chuyển lui nhìn nó rất là hoành tráng đúng không, rất là vui. Rồi Tùng làm lại nha, thiệt là chậm nè. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp, thì Tùng chuyển cô thêm một lần nữa. Dài tay em mấy là chuyển mấy thua mắt xanh sao, là qua thế là thứ rồi ha. Thế là thứ này là cũng là thế bấm tắt nè. Rồi hôm sau thì Tùng sẽ hướng dẫn ở một video khác ha. Hôm nay chúng ta chỉ học là ba thế bấm của hợp âm mi thứ, thế số 1, thế số 2, thế số 3. Đó, mỗi ngày chúng ta học một thế bấm, mỗi ngày chúng ta học một xíu thôi, thì tự nhiên một thời gian chúng ta sẽ có một cái vốn kiến thức rất là nhiều, chúng ta có thể là thoải mái vận dụng vào những cái bài đệm hát mà chúng ta yêu thích. Thực sự những thế bấm này không có khó đúng không, do chúng ta chưa được học thôi, chứ nó không có khó. Thì trong quá trình học, nếu anh chị em gặp vấn đề gì chưa có hiểu, chưa có rõ, cần Tùng hỗ trợ, thì anh chị em cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin cho Tùng ha. Tùng sẽ sắp xếp và sẽ hỗ trợ cho anh chị em trong thời gian ngắn nhất. Tùng xin chào anh chị em và hẹn gặp lại trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Chúc mừng anh chị đã xem hết video của Nguyễn Xuân Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, anh chị bấm vào nút hình quả chuông để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết. Hoặc anh chị có thể xem những video tương tự trong phần gợi ý phía bên trái hoặc là bên phải của màn hình. Xin chào anh chị.